Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi Châu Bùi và Binzy đã thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên cạnh nhau một cách công khai hơn thay vì luôn che kín mặt, không để đối phương lên hình mỗi khi chia sẻ chuyện hẹn hò. Mới đây nhất vào ngày 3 tháng 1, trên trang cá nhân của mình, Châu Bùi đã cập nhật bức hình gồm nhiều chữ cái được sắp xếp lộn xộn kèm dòng nội dung. Ba từ nhìn thấy đầu tiên sẽ dự đoán năm 2024. Ngay lập tức, bài đăng này đã nhận về sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Châu Bùi cũng tham gia trò chơi này khi liệt kê ra ba từ bản thân nhìn thấy đầu tiên là vui vẻ, hạnh phúc, kết hôn. Người đẹp sinh năm 1997 còn dùng thêm biểu tượng cảm xúc bày tỏ sự vui mừng, phấn khích. Động thái ẩn ý này của Châu Bùi khiến cư dân mạng nghi ngờ cô và Binzy dự định về chung một nhà vào năm 2024. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán một chiều từ phía netizen mà thôi. Binzy và Châu Bùi bắt đầu lộ nhiều bằng chứng hẹn hò từ tháng 7 năm 2020. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch chung mặc áo đôi. Ngoài ra, Binzy và Châu Bùi còn thường xuyên ẩn ý nhắn nhủ tình cảm với đối phương trên mạng xã hội. Vào tháng 11 năm 2022, trong live show ở thành phố Hồ Chí Minh, Binzy và Châu Bùi lần đầu công khai tình cảm trước công chúng. Khi chuẩn bị biểu diễn, Binzy đã chia sẻ: "Chính trong dịp này, tôi muốn dành tặng bài hát cho người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay." Châu Bùi từng lên tiếng trải lòng về chuyện tình cảm: "Thường khi yêu ai, tôi đều xác định sẽ lâu dài. Hồi trước tôi hay có suy nghĩ là phải thay đổi người ta, chịu đựng người ta, nhưng giờ thì không còn. Tôi lựa chọn người phù hợp nhất, người có thể gắn bó lâu dài. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ quá ổn, tôi quá hạnh phúc với nó." Châu Bùi từng chia sẻ khi được hỏi về việc xây dựng gia đình nhỏ ở thời điểm hiện tại, cô cho biết: "Tôi từng nói rằng mình không sợ lập gia đình, đó luôn là mục tiêu của tôi. Nhà tôi có ba chị em gái, các chị có chồng, sinh nhiều cháu nên tôi thấy rất vui. Tôi thích về nhà cuối tuần, mọi người sum vầy nói chuyện phớ lớ cả ngày. Cảm giác đó rất thích nên tôi chưa bao giờ ngưng thèm muốn. Tôi biết là có mặt trái, nếu chỉ nhìn thấy mặt vui và không nghĩ đến việc con cái sinh ra đi học như thế nào, bố mẹ dạy dỗ ra sao, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Đó có thể là mâu thuẫn vợ chồng khiến mình thấy tiêu cực. Vì vậy tôi sẽ tránh việc đó bằng cách chuẩn bị thật kỹ, mong là tôi sẽ đạt được mục tiêu trong 10 năm nữa." Chuyện tình giữa Châu Bùi và Binzy khiến nhiều người từ có chút thành kiến đến cảm thấy ngưỡng mộ và thầm ủng hộ. Vì trước đó Châu Bùi từng có mối tình nổi tiếng với Đề Cao, đến mức khi cả hai chính thức đường ai nấy đi, khán giả vẫn khó có thể thoát khỏi cảm giác lụy mối quan hệ giữa hai người. Cho nên khi rộ tin Châu Bùi hẹn hò Binzy, fan hâm mộ khó lòng chấp nhận ngay được. Hơn thế nữa, Binzy còn cực kỳ nổi tiếng với cái danh Bad Boy. Chàng rapper này đã từng cặp kè với rất nhiều người đẹp, tuy nhiên chẳng có mối tình nào lâu dài và được gọi là nghiêm túc. Fan hâm mộ tỏ ra cực kỳ lo lắng cho Châu Bùi. Thế nhưng thời gian quả thực là một câu trả lời hoàn hảo nhất. Sau nhiều năm hẹn hò, hình ảnh Binzy dần thay đổi theo hướng tích cực hơn trong mắt công chúng. Thay đó, anh không chỉ có những cái nhìn khác về tình yêu mà còn trở thành một người đàn ông có tư duy tôn trọng phụ nữ khiến nhiều chị em phải trầm trồ và từ đó thay đổi ánh nhìn về Binzy. Đến hiện tại, fan của cặp đôi cũng rất háo hức và chờ mong ngày cả hai chính thức về chung một nhà. Với nhiều động thái đáng ngờ thời gian gần đây thì có lẽ dòng chia sẻ mới nhất của Châu Bùi như một chiếc khiên nho nhỏ cho đám cưới được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2024.